Các món ngon nhưng âm thầm gây hại khi kết hợp chung. Bia hải sản, mì ăn liền xúc xích đem lại cảm giác ngon miệng nhưng không tốt cho sức khỏe. Đầu tiên là mì ăn liền và thịt nguội xúc xích nhân đôi độ mặn. Để có một buổi sáng nhanh chóng, nhiều người lựa chọn ăn mì gói kèm theo thịt nguội hoặc là một chiếc xúc xích. Tuy nhiên, đây là lựa chọn khiến cơ thể hấp thụ quá nhiều muối cho phép. Theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới, mỗi người trưởng thành không nên ăn quá 5 g muối trên ngày trong khi đó, một gói gia vị mì có thể chứa tới 4 gam muối, tương đương 80% nhu cầu. Một chiếc xúc xích có khoảng 1,6 gam muối. Tổng cộng hai loại thực phẩm này đã vượt quá 5 gam. Bởi vậy, mọi người dùng dùng mì ăn liền với bất cứ loại thực phẩm gì, đặc biệt là đồ chế biến sẵn cần giảm lượng gia vị cho vào. Ngoài ra, mọi người nên bổ sung thêm các loại rau như xà lách, bồng tơi, cà chua, cải để bổ sung lượng vitamin và chất xơ. Kế đến là trứng và thịt sông khói khó chịu cho bụng. Đây là món ăn sáng kiểu châu Âu, nhưng giờ cũng phổ biến ở các nước khác. Dù vậy, hai loại thực phẩm này có hàm lượng protein cao và gây nặng bụng, sẽ mất nhiều thời gian hơn để tiêu hóa cả hai. Bia và hải sản nguy cơ cao gây bệnh gút Vừa uống bia lạnh vừa thưởng thức hải sản thơm ngon, khiến cho nhiều người cảm thấy sảng khoái. Tuy nhiên, hầu hết hải sản chứa nhiều purin và bia chứa hàm lượng purin cao bậc nhất trong số đồ uống có cùng. Uống bia nhiều không chỉ làm tăng lipid máu, còn có thể làm tăng nhanh nồng độ axit uric trong máu. Kết hợp lượng lớn bia và hải sản sẽ đẩy nhanh quá trình tích tụ axit lactic do thức ăn tạo ra trong cơ thể và ức chế quá trình bài tiết axit uric, từ đó gây ra các cơn quýt cấp. Theo Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Bệnh tật Trung Quốc, nếu nồng độ axit uric đã rất cao, bà còn kiểm soát chặt chẽ vì ăn hải sản và nội tạng đầu vật. Nếu như chỉ số ổn định, không bị bệnh hút, mọi người vẫn có thể ăn hải sản nhưng không nên ăn quá thường xuyên. Lẩu và đủ có đá hại cho dạ dày. Khi chúng ta ăn lẩu cay nóng, mọi người thích uống nước lạnh để giải nhiệt, cảm giác thật dễ chịu. Tuy nhiên, Bệnh viện Y học cổ truyền Trung Quốc, tỉnh Quảng Đông nhắc nhở, đây là một thói quen không tốt. Khi mà chúng ta tiếp xúc nóng lạnh đột ngột sẽ khiến thực quản và thành dạ dày giãn nở, bị kích thích thất thường trong thời gian ngắn. Ngoài ra mạch máu và tuyến thượng thận thay đổi mạnh mẽ dễ khiến cho người có chức năng tim yếu, huyết áp cao có nguy cơ bị tăng huyết áp. Cuối cùng là cam quýt và sữa gây đau bụng. Các loại trái cây, đặc biệt là các loại cây có muối như là cam quýt chúng ta không nên ăn cùng với sữa hoặc là sữa chua. Sự kết hợp này dẫn đến một loạt các vấn đề về sức khỏe đường ruột khác. Sự hiện diện của vitamin và axit citric trong thực phẩm chua như là cam quýt khi kết hợp với sữa có thể dẫn đến trào ngược axit ở chua, đau dạ dày, dị ứng tức ngực vân vân. Hãy đăng ký kênh Alo bác sĩ video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.